Năm 2003, chị Trần Thị Ngọc Tuyết rời quê nhà ở tỉnh Bình Thuận đến xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc làm thuê làm mướn. Tại đây, chị Tuyết gặp anh Phạm Văn Hùng, một người đồng cảnh ngộ. Anh chị nên duyên vợ chồng. Vợ chồng chị Tuyết, anh Hùng có 4 người con là Phạm Thị Mỹ Tâm sinh năm 2004, Phạm Hòa Hiệp sinh năm 2006, Phạm Thị Ngọc Hân sinh năm 2009 và Phạm Thị Ân Tình sinh năm 2011. Nhà đông con, không có đất đai để sản xuất nên gia cảnh của gia đình chị Tuyết rất nghèo khó. Bao năm qua dù nỗ lực cố gắng nhưng gia đình của chị vẫn thiếu trước hụt sau. Cuộc sống cơ cực. Năm 2013, anh Hùng bàn tính với gia đình kiếm việc làm ở xa. Ngày anh Hùng đi, cả nhà đều mong chờ, hy vọng rồi đây cuộc sống gia đình sẽ khá hơn. Thế nhưng sau một thời gian, anh Hùng tìm cuộc sống riêng, buông bỏ gia đình, bỏ lại đàn con thơ dại cho chị Tuyết một mình gánh vác. Mà tôi gặp ông xã là lúc năm 18 tuổi, nhưng mà đã có thôi nhau 6 năm rồi, rồi mới ở lại. Ở lại xong rồi ở lại được 4 đứa đó, mà ngày mà ông đi rồi, nói chung mẹ con của tôi cũng vất vả dữ lắm. Thằng con trai phải nghỉ học giữ hai đứa em cho mà con chị đi học, hy sinh cho chị đi học. Xong khi đi học vậy nó ở nhà nó đi bắt cua bắt đồ thêm để mẹ con ăn, nói chung hoàn cảnh khó khăn dữ lắm. Còn người cha thì không có cho thăm nuôi hay không gì, đi gì nay cũng có vợ khác rồi. Từ ngày anh Hùng dứt áo ra đi, hàng ngày một mình chị Tuyết phải đi dỡ gạch thuê cho chủ các cơ sở vật liệu xây dựng, nhận hạt điều về cạo vỏ đụa để có tiền chăm lo cho các con. Trong những lần đi dỡ gạch thuê, những viên gạch dư thừa hoặc bị lỗi không sử dụng, chị Tuyết xin chủ đem về để dành, với mong ước sửa chữa lại căn nhà cho lành lặn. Đến nay số gạch khá nhiều, nhưng tiền mua các đá xi măng thì chị Tuyết chưa có đồng nào. Hiện nay cả năm mẹ con của chị Tuyết ở trong căn nhà đã xuống cấp, mưa tạt, gió đùa. Bà phụ nữ nhiều khi tôi bệnh nhiều cũng nhiều thứ lắm, bị viêm dạ dày, rồi đau lưng, tê tay lắm. Nhưng mà vì cuộc sống nuôi 4 đứa con nên lúc nào cũng phải cố gắng đi làm để mà có cơm cho con ăn hàng ngày. Để về làm việc ngày nào cũng phải cố gắng đi làm, có bệnh cũng gắng đi làm để nuôi mấy đứa con. Lại con còn nhỏ quá, khổ, cha mẹ của tôi thì cũng không còn. Giờ chỉ sống toàn người dân, có mấy bà chị mà người nào cũng khổ cũng nghèo. Giờ nói chung nhà thì cột nó cũng gãy, mưa thì dột, con cái mẹ con ướt dữ lắm, hay lấy thao đồ kê vô. Nói chung cũng khó khăn, cũng mơ ước dữ lắm, nhưng không biết khi nào để có được cái căn nhà mà cho các con với tôi, để mà che nắng che mưa cho đừng có mưa dột nữa, để có một cái chỗ rộng chút xíu cho con ngủ cho đủ. Tại vì con tôi ngủ ngay cái kẹt bùa kẹt ấy luôn, không có đủ chỗ ngủ. Hồ của cô Trần Thị Ngọc Tuyết là một trong những hộ nghèo chuẩn quốc gia mà đã từ lâu. Hộ này rất là khó khăn về kinh tế gia đình, nhất là về khó khăn về nhà ở tại địa phương. Thì qua chương trình thì xã cũng đã khảo sát, nhưng mà chưa có một cái khó khăn, có cái giúp đỡ nào cho chị. Hiện tại cũng ban vận động quỹ người nghèo cũng mong muốn cho là các mạnh thường quân trong và ngoài xã là có tấm lòng hỗ trợ cho gia đình chị Tuyết để giúp đỡ cho chị là và con các con cái được đến trường và tiếp tục học hành. Cho chị Tuyết được phần nào với sống không? Với nào xong mình không làm cái nhà đại đồng kết cho. Vừa rồi nếu mà xây nhà đại đoàn tư nhân dân, nhưng mà nguồn vận động tư. Ekip thực hiện chương trình Muôn Mặt Cuộc Đời của Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cùng các mạnh thường quân đến thăm và hỗ trợ cho gia đình chị Trần Thị Ngọc Tuyết, tổ 1, ấp 1, xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc. Bà Hồ Thị Kim Cẩn, phường Long Hương, thành phố Bà Rịa, ủng hộ 2 triệu đồng. Bà Trần Thị Gái, phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa, 300.000 đồng. Cô giáo Thu Sương, trường Tiểu học Kim Đồng, xã Hòa Hội, ủng hộ 200.000 đồng.
thông qua chương trình, các mạnh thường quân cũng đã gửi những phần quà nghĩa tình đến gia đình chị. Nhóm Cội Nguồn, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, 2 triệu đồng. Bà cô Thị Tập, thành phố Vũng Tàu, ủng hộ 500.000 đồng. Bé Tấn Trung và Tấn Dũng ở thành phố Bà Rịa, ủng hộ 400.000 đồng. Gia đình bà Mai Thị Mười, phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa, ủng hộ 500.000 đồng. Bé Trần Ánh Tâm, lớp 7A8, trường Trung học cơ sở Kim Đồng, thành phố Bà Rịa, ủng hộ 200.000 đồng. Trước thì con cũng cảm ơn cô Ba với cô Tư. Sau đó thì cảm ơn những mạnh thường quân đã quan tâm tới gia đình của tôi, rồi với lại chính quyền địa phương, xã, rồi đã tận tình rồi giúp đỡ rồi vậy đó. Thì tôi cũng không biết gì hơn, vô cùng xúc động. Thì qua hôm nay thì cùng đại diện cho ban vận động quyền nghèo xã, thì chân thành cảm ơn cô Thư, cô Ba và cô Sương và chương trình Muôn Mặt Cuộc Đời đã về đây hỗ trợ cho chị Trần Thị Ngọc Tuyết ở ấp 1 có thêm một phần nghị lực trong cuộc sống. Thì cũng ngoài ra thì cũng mong muốn nhiều hơn nữa các mạnh thường quân trong và ngoài xã tiếp tục hỗ trợ cho chị Tuyết để các con chị Tuyết được học hành tới nơi tới chốn và gia đình được ổn định trong cuộc sống. Xin cảm ơn chương trình. Hỗ trợ cho hoàn cảnh chị Trần Thị Ngọc Tuyết, ấp 1, xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc. Xin cảm ơn các cá nhân, đơn vị và doanh nghiệp. Bà Hồ Thị Kim Cẩn, phường Long Hương, thành phố Bà Rịa, 2 triệu đồng. Nhóm Cội Nguồn, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, 2 triệu đồng. Bà Ngô Thị Tập, thành phố Vũng Tàu, 500.000 đồng. Bà Trần Thị Cái, phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa, 500.000 đồng. Bé Tấn Trung và Tấn Dũng ở thành phố Bà Rịa, 400.000 đồng. Gia đình bà Mai Thị Mười, phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa, 500.000 đồng. Cô giáo Thu Sương, trường tiểu học Kim Đồng, xã Hòa Hội, 200.000 đồng. Bé Trần Ánh Tâm, lớp 7A8, trường trung học cơ sở Kim Đồng, thành phố Bà Rịa, 200.000 đồng. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Trần Thị Ngọc Tuyết, chúng tôi, những người thực hiện chương trình, rất mong nhận được sự chung tay góp sức của quý vị. Mọi sự giúp đỡ cho chị Trần Thị Ngọc Tuyết, xin quý vị gửi về địa chỉ Tổ 1, ấp 1, xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hoặc phòng chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, số 564, đường Cách mạng Tháng 8, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Số điện thoại 0907 831 502. Quý vị cũng có thể chuyển tiền vào tài khoản 10000047000003510 tại chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chương trình xin chân thành cảm ơn chị Quý Hạnh, Việt Kiều Úc đã gửi tặng số tiền 1.700.000 đồng cho anh Nguyễn Minh Trường ở ấp 7, xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc. Nhân vật của chương trình Muôn Mặt Cuộc Đời phát sóng ngày 3 tháng 1 năm 2018. Và gửi tặng anh Nguyễn Thanh Lập, chị Ngô Thị Thùy Trang ở khu phố Long Sơn, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, số tiền 1.700.000 đồng. Nhân vật của chương trình Muôn Mặt Cuộc Đời phát sóng vào ngày 20 tháng 6 năm 2018.